Thưa quý vị, trong công tác điều trị bệnh nhân, các bác sĩ xác định thuốc, dinh dưỡng, vật lý trị liệu là bộ ba không thể tách rời nếu muốn quá trình điều trị đạt nhiều kết quả. Dinh dưỡng tiết chế, tức là chế độ dinh dưỡng được xây dựng khoa học phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bình thường hoặc là người bệnh, ngày càng được các bệnh viện chú trọng để nâng cao kết quả điều trị. Đây là nội dung chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị sáng nay với hy vọng là giúp cho quý vị nhận diện rõ hơn về vai trò tầm quan trọng của dinh dưỡng để từ đó chăm sóc bản thân và người nhà nhanh bình phục hơn nếu chẳng may bị ốm đau bệnh tật. Bệnh nhân này bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông hồi tháng 3 vừa qua. Bệnh nhân được phẫu thuật thành công và được chuyển đến điều trị tại khoa ngoại thần kinh rồi đến khoa đông y khi bước vào giai đoạn phục hồi. Trải qua một thời gian dài điều trị sau chấn thương nặng, nên thể trạng bệnh nhân suy kiệt, suy dinh dưỡng nghiêm trọng, cân nặng giảm gần 20kg so với thời điểm khỏe mạnh. Bệnh nhân cũng gần như bị liệt, không nhận biết được xung quanh. Ở điều kiện bình thường, bệnh nhân cần khoảng 1.600 calo một ngày, nhưng trong tình huống thương tật nghiêm trọng như hiện tại, bệnh nhân cần đến 1.900 calo. Với đầy đủ các thành phần dinh dưỡng như đạm, lipid, vitamin, khoáng chất cần thiết để thúc đẩy quá trình phục hồi. Do đó, các bác sĩ đã sử dụng hợp chất dinh dưỡng đặc biệt cho bệnh nhân theo hướng truyền trực tiếp vào dạ dày người bệnh. Sau 4 tuần bổ sung dinh dưỡng, bệnh nhân từ suy dinh dưỡng nghiêm trọng đã trở về mức độ trung bình, góp phần thúc đẩy hơn quá trình đáp ứng với các bài tập vật lý trị liệu. Hiện nay thì bệnh nhân đang trong cái tình trạng là tứ chi người ta có thể hoạt động vận động được tương đối khá và cái tri giác của bệnh nhân cũng tỉnh táo hơn và có thể nhận biết được một số những cái vấn đề khi mà người nhà hoặc là bác sĩ yêu cầu. Bệnh nhân xuất huyết não này điều trị tại khoa hồi sức tích cực ICU Bệnh viện Bà Rịa nhiều ngày qua trong trạng thái sức khỏe tiến triển tích cực. Ở giai đoạn đầu, bệnh nhân được bổ sung lượng dinh dưỡng khoảng 1.300 calo một ngày. Đến khi xuất hiện dấu hiệu phù, các bác sĩ đã điều chỉnh tăng lên khoảng 1.500 calo một ngày, đồng thời tăng lượng thêm 30% đạm so với trước. Do đó, tình trạng phù nề lẫn bệnh lý của bệnh nhân được cải thiện. Bọn em có một cái catalog liên quan đến các chế phẩm dinh dưỡng, trong đấy sẽ có các cái thành phần năng lượng, đạm, mỡ, rồi đường ở trong đấy. Lựa chọn các cái sản phẩm dinh dưỡng ONS cho bệnh nhân á, thì bọn em sẽ dựa trên bệnh lý của bệnh nhân, tình trạng huyết động của bệnh nhân. Nếu mà trong trường hợp cần thiết thì có thể sẽ mời hội chẩn với bác sĩ khoa dinh dưỡng. Bộ Y tế và rất nhiều những nhà chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới đều khẳng định rằng vấn đề dinh dưỡng phải được đặt lên song song với vấn đề điều trị thuốc men, chứ nó không thể là xem nhẹ được. Và rõ ràng nó chứng minh được cái điều là cái dinh dưỡng mình can thiệp phù hợp cho bệnh nhân đúng thời điểm và phù hợp thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho người bệnh. Tại Bệnh viện Bà Rịa, hầu hết bệnh nhân, đặc biệt là 100% bệnh nhân nặng, bệnh nhân có bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, gan, thận, tim mạch, đều được can thiệp dinh dưỡng phù hợp trong quá trình điều trị nội trú, giúp quá trình hồi phục nhanh hơn. Thưa quý vị, với người bình thường lẫn người bệnh, một chế độ dinh dưỡng hợp lý khoa học đều giúp cải thiện sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch, giúp kéo dài tuổi thọ. Hy vọng những thông tin chúng tôi cung cấp đến quý vị hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm những tin tức cũng như là thực hành tốt chế độ dinh dưỡng khoa học cho bản thân và gia đình của mình.